Suốt cuộc đời là con chip nó cứ nằm đây. Là góc người không có, thấy không? Thì đó có cái chỗ này. Lát nữa em về á, em lấy miếng cái tỏ, em xúc cho cái chỗ mà em bắn nè. Cho nó kìa. Rồi, ok. Giao cũng cho bạn Hợp này ở An Giang này. Ok, rồi cảm ơn Hợp nha, nhớ nuôi đàng hoàng nha. Ok, cảm ơn. Rồi vậy cho chắc anh em đi về thôi, cảm ơn em nha. Rồi, nhớ nuôi đàng hoàng, có gì thì alo anh nha. Con chó nhỏ nó cũng giống như con nít vậy, nó dễ bị tiêu chảy. Thì khi mà nó bị vậy cứ alo cho anh chị. Rồi, bye bye nha. Rồi.